Kính thưa quý vị và các bạn, diễn biến hòa bình là một chiến lược phản cách mạng do các thế lực thù địch tiến hành nhằm thủ tiêu chế độ xã hội chủ nghĩa và chống phá các nước phát triển theo hướng tiến bộ bằng các biện pháp phi vũ trang, thúc đẩy tự diễn biến và tự chuyển hóa nội bộ. Nhận thức đúng đắn về nội dung, thủ đoạn thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đối với nước ta hiện nay và tích cực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn đó là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng. Xung quanh vấn đề này, trong chương trình hôm nay chúng tôi có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Nguyễn Văn Tính, nguyên Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Vâng, xin cảm ơn Thiếu tướng đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của Đài Phản thân Truyền hình Quảng Trị. Thưa Thiếu tướng ạ, những năm qua các thế lực thù địch luôn tổ chức các hoạt động nhằm chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và của nhân dân ta. Vậy thưa Thiếu tướng, các thế lực thù địch đó chúng là ai? Có thể nói là các thế lực thù địch phản động trước hết là các cái đối tượng, các thế lực có cái quan điểm thù địch. Và đặc trưng để nhận diện cái quan điểm thù địch này đó là những cái đối tượng có những cái quan điểm nó đối lập với lợi ích giai cấp, lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia. Đặc trưng của nó là chống Đảng, chống Nhà nước, chống chế độ. Và những cái mục tiêu xuyên suốt của chúng đó là chống phá cái nền tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chống phá cái mục tiêu con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước ta. Chúng hủy bỏ cái vai trò lãnh đạo của Đảng, chúng chống phá đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của chúng ta, tập trung vào chúng chống phá là chia rẽ giữa lực lượng quân đội và công an, chống phá trên các lĩnh vực văn hóa xã hội và chống phá trên cái lĩnh vực là đối ngoại quốc phòng. Thì đấy là cái đối tượng thù địch phản động. Cái đối tượng thứ hai nữa là đối tượng cơ hội chính trị xét lại. Đây là cái đối tượng mà có cái quan điểm có thể nói là rất là ngả nghiêng, rất là trung dung. Lúc mà cách mạng thành công thì chúng tỏ ra là cấp tiến, ủng hộ, rồi là tung hô. Nhưng mà lúc mà cách mạng mà có gặp thoái trào hoặc là những lúc cách mạng có những cái lúc phát triển khó khăn thì chúng tỏ ra là chống đối, xét lại và chờ cờ. Những cái đối tượng này nó được biểu hiện với rất nhiều và đa dạng các thành phần. Đó là những cái đối tượng mà đã bị xét xử trong các vụ án chính trị trước đây, là những cái đối tượng thuộc về cái chế độ cũ trước đây, là những cái đối tượng mà đã từng là cán bộ đảng viên, giữ các cái cương vị, thậm chí là các cái cương vị cao trong các cơ quan đảng, nhà nước, lực lượng vũ trang, nhưng là suy thoái chính trị và trở cờ. Đó là những cái đối tượng văn nghệ sĩ, những nhà khoa học, những nhà sử học, những cái đối tượng mà chúng ta thấy rằng có uy tín, có vị thế trong xã hội, nhưng cũng do suy thoái về chính trị, do đó là có những cái diễn biến và trở cờ phản cách mạng. Vâng, có thể nói rằng các thế lực thù địch đang chống phá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Vậy thì chúng đang tập trung chống phá nhiều nhất trên cái lĩnh vực nào ạ? Đúng là nó chống phá hiện nay là chống phá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Nhưng mà có thể này, thấy rằng ấy là những cái nội dung chủ yếu, những cái lĩnh vực chủ yếu hiện nay chúng chống phá. Thì thứ nhất là chống phá về mặt chính trị tư tưởng. Thứ hai ấy là chống phá về đường lối phát triển kinh tế. Thứ ba là chống phá về văn hóa xã hội của chúng ta. Thứ tư là nó chống phá lực lượng vũ trang, đặc biệt là quân đội và công an. Thứ năm ấy là chúng chống phá về cái đường lối quốc phòng, về cái chủ trương hội nhập mở cửa, hội nhập quốc tế sâu rộng của chúng ta. Và trong cái chống phá về chính trị thì chúng tập trung chống phá về ý thức hệ, về nền tảng tư tưởng là kim chỉ nam, đó là chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chống phá về mục tiêu con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta. Chống phá về các cái cá nhân của các lãnh tụ, các lãnh đạo của Đảng. Chúng chống phá về để phủ nhận cái vai trò lãnh đạo của Đảng, đòi đa nguyên đa đảng, đòi bỏ cái điều 4, đòi sửa đổi cái điều 4 trong cái hiến pháp năm 2013. Chúng chống phá bằng những cái hình thức ví dụ như xuyên tạc lịch sử,
chúng tận dụng những cái vấn đề dân chủ nhân quyền để chống phá, rồi là chống phá những cái trên những cái nội dung trọng điểm, trên những cái sự kiện khi mà có những cái sự kiện chính trị của đất nước, ví dụ như là trước Đại hội 13, trước cái bầu cử Quốc hội tới đây, chúng tập trung vào chúng nó chống phá. Vâng, thưa Thiếu tướng, trong thời điểm hiện nay thì chúng ta đang hướng đến Đại hội lần thứ 13 của Đảng, và có thể nói rằng thì càng gần đến ngày đại hội thì chúng càng chống phá quyết liệt hơn. Vậy thì các cái thế lực thù địch sẽ tập trung chống phá vào nội dung gì tại đại hội lần này ạ? Nhiệm kỳ nào cũng thế, cứ mỗi khi mà trước đại hội chúng lại tập trung mà chống phá. Lần này cũng không ngoại lệ. Trước cái đại hội 13 thì chúng tập trung chống phá trên ba cái nội dung. Thứ nhất là chúng chống phá về nội dung của đại hội, chống phá các văn kiện dưới dạng ấy là thư ngỏ, là kiến nghị, là tâm thư, là thông bạch, là góp ý kiến dưới cái dạng ấy là chúng tập trung vào chúng xuyên tạc các cái nội dung của đại hội. Chúng cho rằng ấy là một khi mà Đảng ta còn đi theo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thì các đại hội của Đảng là không có gì mới, hoặc là các cái nội dung chống phá tập trung xuyên tạc vào những vấn đề then chốt nhất thuộc về hệ tư tưởng, thuộc về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, thuộc về cái định hướng thị trường xã hội chủ nghĩa. Cái mà chúng ta thấy rằng trong những năm vừa qua Đảng mình đi theo cái đường lối là kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, chúng ta đã giành được rất nhiều cái thành tựu. Riêng về kinh tế thị trường hiện nay là chúng ta đang thực hiện kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập, và đã có rất nhiều nước, cụ thể có 77 nước đã công nhận, trong đó có những nước thuộc nhóm G7, G20 công nhận nền kinh tế của chúng ta là nền kinh tế thị trường. Và yếu tố xã hội chủ nghĩa thì chúng ta biết rằng Đảng Cộng sản lãnh đạo thì dứt khoát cái yếu tố định hướng xã hội chủ nghĩa là phải được đặt lên hàng đầu. Bởi vì kinh tế có phát triển đến đâu chăng nữa thì Đảng ta cũng xác định cái mục đích cuối cùng là phải vì dân. Cho nên cái định hướng xã hội chủ nghĩa, chính bản chất của nó là chăm lo đến cái lợi ích của người dân, chăm lo đến cái thực sự, đến cái đời sống của nhân dân. Cho nên là chúng ta là phải định hướng với những cái nội dung mang tính nhân văn, mang tính nhân ái, vì con người, vì nhân dân. Chúng ta là một điểm sáng của thế giới về xóa đói giảm nghèo, hoàn thành được cái mục tiêu rất của Liên Hợp Quốc rất là sớm. Chúng ta cũng chăm lo rất là tốt đối với các đối tượng chính sách, với người có công. Chúng ta tạo dựng lên được một cái phong trào sâu rộng của quần chúng là cái phong trào đền ơn đáp nghĩa, rồi là hướng tới những cái đối tượng để yếm thế, những cái đối tượng mà còn nhiều khó khăn. Và chúng ta đặc biệt là quan tâm đến con người, lấy con người vừa là mục đích, vừa là động lực để mà phát triển. Và quan tâm yếu tố con người là yếu tố văn hóa của con người Việt Nam. Và trong Đại hội 13 lần này, chúng ta còn đề cập đến những cái nội dung, ví dụ như vấn đề khát vọng dân tộc, vấn đề là dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra, nhưng là dân hưởng thụ. Thì tóm lại là Đảng ta là một lòng một dạ vì nước và vì dân tộc và vì nhân dân. Cái định hướng xã hội chủ nghĩa nó rất là rõ nét. Chúng ta có cái nền kinh tế phát triển, đặc biệt là trong đại dịch Covid, là một trong những cái nước hiếm hoi trên thế giới có cái nền tăng trưởng là dương, và bảo đảm được các cái đời sống thiết yếu, đời sống dân sinh. Hình ảnh các cái chuyến bay của chúng ta xuyên qua các cái vùng tâm dịch để đưa nhân dân về với đất nước. Hình ảnh cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương ngăn chặn cái rào tranh ba, ngăn chặn cái dòng sông để mà tìm kiếm cái thi thể, tìm kiếm những cái người mà đã bị mất tích do sạt lở. Thì những cái hình ảnh như thế chúng ta thấy rằng chỉ có thể có được ở cái chế độ là xã hội chủ nghĩa.
chúng ta thấy mặc dù vậy thì chúng chống phá cái nội dung này, chúng cho rằng ấy là còn đi theo cái chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thì đất nước còn lạc hậu, rồi là còn đi theo chủ nghĩa xã hội thì là đất nước còn nghèo nàn, vân vân, rất nhiều những cái luận điệu chống phá, nhưng mà thực tiễn bác bỏ hoàn toàn những cái chống phá của các thế lực thù địch phản động. Cái nội dung thứ hai nữa để chúng tập trung vào chống phá là chống phá về vấn đề nhân sự, bởi vì nội dung văn kiện, vấn đề đường lối và vấn đề nhân sự là hai vấn đề hết sức quan trọng và là cái cốt lõi của mỗi kỳ đại hội đảng, thì chúng tập trung chống phá cái này. Chống phá nhân sự hiện nay thì chúng xuyên tạc, cho rằng là có lợi ích nhóm, cho rằng là có phe nhóm, rồi cho rằng có rất nhiều vấn đề hiện nay nó đang tập trung, rồi vấn đề tập trung chống phá, rồi là vấn đề mà chúng nó tung những cái tin nào là tứ trụ là ai, ai là cái người vào làm tổng bí thư, vân vân. Nó tạo nên một cái sự nhiễu loạn thông tin, nó tạo nên một cái sự là phân vân hoài nghi trong quần chúng nhân dân, những cái không cần thiết, không đáng có, trong khi quy trình quy hoạch của chúng ta làm hết sức chuẩn chỉ và bài bản. Năm nay thì có một cái khác nữa, một cái mới hơn nữa so với các đại hội trước, là chúng còn tập trung chống phá vào cái quá trình chuẩn bị đại hội đảng, đó là quá trình chuẩn bị nội dung và quá trình lấy ý kiến nhân dân. Thì chúng cũng cho rằng là việc lấy ý kiến của chúng ta là hình thức, là khiên cưỡng, là những cái gì là lề trái thì không chấp nhận, vân vân, thì nó đưa ra những cái thông tin chống phá như vậy. Mà vấn đề nữa là nó còn chống phá những cái quá trình tổ chức hành chính của đảng. Ví dụ như là cái dịp mà chúng ta tổ chức đại hội đảng của các địa phương, nó vô tình trùng hợp với cái thời điểm mà bão lũ, thì chúng cho rằng là mặc dù là chúng ta đã làm rất là tốt, các cái đảng bộ mà trực tiếp ở trên các cái vùng bão thì có những tỉnh là dừng đại hội đảng bộ tỉnh, có những tỉnh thì cắt ngắn cái thời gian đại hội, và tất cả các tỉnh, các địa phương, các bộ ngành trong cái đại hội, tổ chức đại hội đảng vẫn có những cái hòm phiếu để quyên góp, vận động, ủng hộ nhân dân bão lũ. Tuy rằng là chúng cho rằng là ta chỉ tập trung vào đại hội, ta ít chú ý đến dân chúng, thế rồi là chúng tập trung vào chống phá vào những cái chi tiêu trong đại hội, nhặt nhạnh, tìm tòi, bới móc, xuyên tạc, cho rằng là chúng ta cái vé máy bay của đại biểu ngồi, cái bữa điểm tâm, vân vân, chúng cho rằng đó là do thuế của nhân dân bới móc để mà chống phá. Có thể nói là lần này tần suất chống phá thì có ít hơn các cái đại hội trước, do chúng ta làm tốt cái khâu tuyên truyền, do chúng ta làm tốt những cái khâu đấu tranh ngăn chặn. Tuy nhiên cái sự chống phá của chúng là quyết liệt hơn, công khai hơn, đặc biệt là nói xấu đảng, kêu gọi từ bỏ Đảng Cộng sản và công kích, xuyên tạc các cái nội dung cốt lõi của đại hội. Vâng, Thiếu tướng vừa đề cập đến những cái nội dung mà các thế lực thù địch tập trung chống phá vào đại hội lần thứ 13 của Đảng. Vậy thì các cái phương thức, thủ đoạn chống phá của chúng cụ thể là như thế nào ạ? Nói đến phương thức chống phá, những cái phương pháp và cách thức chống phá của các thế lực thù địch và phản động. Hiện nay cái phương thức chủ yếu đó là cái phương thức phi vũ trang, tuyên truyền dỉ tai bằng các cái công cụ truyền thông, đặc biệt cái phương thức hiện nay chúng ta thấy rằng đó là tận dụng cái không gian mạng là chủ yếu. Thế và thủ đoạn ấy thì nó có rất nhiều cái thủ đoạn. Thủ đoạn có nghĩa là những cái thủ thuật, những cái mánh khóe, những cái hành vi, những cái hành động mà để chúng thực hiện sớm nhất để thực hiện đạt được cái mục tiêu chống phá của chúng. Và các cái thủ thuật, các cái thủ đoạn chống phá hiện nay rất là đa dạng, rất là tinh vi, nó vừa mềm, nó vừa ngầm, nó vừa hiểm, nó vừa sâu. Và chúng tôi có thể lấy một số cái ví dụ, một số cái thủ đoạn như thế này. Có những thủ đoạn ta gọi là cái thủ đoạn bơm phầm, có nghĩa là việc thì bé nhưng nó xé ra to, ít thì nó xít ra nhiều. Có những thủ đoạn thì có như là thủ đoạn là cái thật giả lẫn lộn, nó sử dụng một chút thông tin giả hoặc thậm chí 70-80% là thông tin giả
thông tin chính thống của các cái báo chính thống của ta, nhưng mà khôn khéo bày đặt đưa vào đó là một số cái những cái thông tin luận điệu phản động theo cái mục tiêu của chúng, hoặc như là sử dụng cái công nghệ cao cắt ghép hình ảnh đưa cái quy chụp cho một số các đồng chí lãnh đạo, hoặc là dùng rất nhiều các cái biện pháp, trong đó có cả những biện pháp như là tiếu lâm chính trị, những biện pháp như là biện pháp xã hội đen, là sử dụng những cái là cái đặt bom mìn, rồi là trấn áp, rồi là tung tin dọa nạt, những cái thủ đoạn như là những cái thủ đoạn là sử dụng cái biện pháp kinh tế để lôi kéo mua chuộc của các cái tổ chức phi chính phủ, những cái thủ đoạn như chúng ta thấy rằng có những cái thủ đoạn là xuyên tạc bịa đặt trong cái thực hiện cái nội dung của thông tin truyền thông, chúng sử dụng cái biện pháp là tạo thành một cái vẹt, thành một cái phong trào để dồn nén những cái thông tin trong cùng một thời điểm, dân chúng dễ thấy, dễ hoang mang và dễ theo. Chúng có những cái thủ đoạn như là cái thủ đoạn live stream trực tiếp hiện nay là rất là chúng rất là thường xuyên sử dụng, hoặc như là sử dụng cái YouTube để đưa các hình ảnh cắt ghép theo ý đồ của chúng. Ngoài ra thì còn rất nhiều các cái thủ đoạn khác nữa, nó vừa mềm vừa ngầm, vừa hiểm vừa sâu. Ví dụ như là cái bất bạo động, chúng thực hiện là tuần hành chứ không biểu tình. Chúng thực hiện là tạo cớ và để lôi kéo quần chúng, kêu gọi thủ lĩnh ảo, rồi là kêu gọi biểu tình trên không gian mạng, vân vân. Thì có rất nhiều cái thủ đoạn chống phá trong cái giai đoạn hiện nay. Vâng, thưa Thiếu tướng, với các phương thức thủ đoạn của các thế lực thù địch như vậy, thì theo Thiếu tướng, cần phải làm gì để có thể đấu tranh thắng lợi mọi âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch nhằm vào đất nước ta? Có thể nói là việc chống phá là bản chất của các thế lực thù địch và phản động. Chúng chống phá liên tục, chúng chống phá thường xuyên, chúng chống phá có tổ chức, chúng chống phá được sự tài trợ của một số các cái tổ chức, của một số các cái thế lực, và chúng chống phá ngày đêm. Chúng ta làm xấu, chúng chống phá đã đành, nhưng mà chúng ta làm tốt, chúng cũng chống phá. Nhưng chúng có chống phá được hay không lại phụ thuộc vào mỗi chúng ta. Vì vậy cho nên là đấu tranh chống diễn biến hòa bình phải gắn kết chặt chẽ với đấu tranh chống tự diễn biến và tự chuyển hóa. Và để làm tốt cái công việc này thì có lẽ là trước hết chúng ta phải làm tốt cái khâu giáo dục, quán triệt, định hướng tư tưởng, định hướng dư luận, để làm cho nhận thức của nhân dân thấy được bản chất của vấn đề, thấy được âm mưu thủ đoạn của kẻ địch, thấy được mục đích chống phá của kẻ địch. Thì nhân dân hiểu, thì nhân dân cũng chia sẻ và nhân dân cũng sẽ giúp đỡ chúng ta như đã từng giúp đỡ đảng, giúp đỡ chính quyền trong các cái cuộc kháng chiến. Vấn đề thứ hai nữa là chúng ta phải thực hiện thật tốt quan điểm lấy phòng và kết hợp tốt giữa phòng và chống, trong đó lấy phòng làm chính. Trong cái phòng ấy thì những cái việc tham mưu, những việc chỉ đạo, những việc lãnh đạo của chúng ta cũng phải chuẩn mực, đúng đắn đường lối chính sách, hoặc những vấn đề cụ thể của đường lối chính sách ta thực hiện chuẩn chỉ, đúng đắn, vì dân, để không có cớ để cho các thế lực thù địch phản động tận dụng để chống phá. Chúng ta phải làm tốt cái khâu quản lý chính trị nội bộ, quản lý nhân dân, quản lý cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong từng cơ quan, để quản lý kể cả về quan hệ xã hội, về tư tưởng, về hình ảnh và quản lý về phát ngôn. Chúng ta phải xây dựng và hoàn thiện được các cái quy chế, cái quy định để bảo đảm cái sự ràng buộc trong cái việc là bảo đảm bí mật quốc gia, trong cái việc là gìn giữ, không để cho các thế lực thù địch phản động nó lợi dụng, nó chống phá. Chúng ta cũng phải làm tốt cái kết hợp giữa các tổ chức, các cái lực lượng trong cái cuộc đấu tranh
chống diễn biến hòa bình trên không gian mạng, kết hợp giữa là truyền thống và hiện đại với các cái trang bị phương tiện kỹ thuật để thực hiện là các cái nội dung là đấu tranh. Trong tổ chức đấu tranh thì chúng ta cần thiết phải xác định rõ cái đối tượng chống phá, nó bao gồm có các cấp độ, với những cái đối tượng lệch lạc và sai trái, nguyên nhân do thiếu hiểu biết thông tin, nguyên nhân là do có những cái nội dung, có những vấn đề thuộc về cá nhân mà chưa được đáp ứng, sau đó là có những cái bất mãn trở cờ, thì những cái đối tượng này chúng ta cần thiết phải gặp gỡ, phải thuyết phục, phải giáo dục và phải lôi kéo họ về phía mình. Còn đối với đối tượng thù địch phản động, đối với đối tượng cơ hội chính trị xét lại thì chúng ta phải kiên quyết chống, bóc trần, làm rõ để cho nhân dân thấy thực sự, thực chất, bản chất của các thế lực. Nếu như mà chúng ta đồng bộ, quyết liệt các tổ chức, các lực lượng, nhân dân là tin tưởng, nhân dân hiểu rõ, chúng ta chắc chắn sẽ chiến thắng trong cuộc đấu tranh này. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Văn Tính, nguyên Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.